Cây búa là đây, từ đâu nhỉ? Thôi cứ ra đây, từ cây này cả sang cả bên này cả ở lại có cái cổng rồi. Mai đấy, ghê đấy, ghê đấy, như cả cây này à, cả xe này luôn à, ghê nhỉ. Rồi xoay 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 mặt kia ra nào, xoay mặt kia, xoay vòng được đấy. Bao nhiêu tiền chú? Này 4 triệu. 4 triệu. Hay quá. Rẻ đấy. Rẻ đấy. Được chưa? Mua ở đâu mà toàn được hàng rẻ này nhỉ? Lắm, chuột thịt lắm. Rồi. Rồi, xong một cây. Đi đến đây. Ôi, con sung này. Sung này già quá nhỉ? 12 triệu nhá. Sung á? Ghê thế. 12 triệu. Ăn quả này khỏe cơm nhỉ? Quả này khỏi ăn cơm, no quá. Sung này là của bố à? À bố rồi. Mấy đồng đấy bố? Hả? Mấy đồng cái này? Cái này 9 triệu. 9 triệu à? 9 triệu. Đấy. Con đấy bao nhiêu? Cái là 3 triệu. Rồi. Tung La Hán, chỉ việc chơi thôi, trong rồi, rồi. Trong tàu cổ. Đúng rồi. Để đi một lượt thế này. Đấy, lâu lâu ra chợ. Đây, bố nhận cái nào. Bố ấy à? Để xem các thầy trên chùa. Gì đây? Đó. Đây à, xanh của nhà mình đây à? Bao tiền đấy anh? 11. Để đấy. Đây, chắc phải 10 năm nữa, 5-10 năm nữa. Đây, mình có chân chiếc thì khối tiền, chả có chân. 11 đồng à? Thế. Mình đấy. 11 đồng. Đấy, quay cây cây 11 đồng cho thế nào. Vệ nó đẹp. Được, cái này chờ được. Trên thì đẹp rồi. Nói chung là có thể chờ được. Con no vào, cho cái chỗ to vào. Để thả ra. Chơi chỗ này. Chỗ này là chỉ đi để làm hàng cho nó đẹp thôi. Lộc vừng. Ghê đấy. Xanh hoa giấy xương cá. À không phải. Đây là từng vít gì nhỉ? Bằng lăng à? Bằng lăng. Bằng lăng. Có cả phong lan ở trên này. Phong lan. À xanh, xanh cổ. Cổ. Sách của nhà mình cái này bao tiền đấy? 5 triệu. Cao nhỉ. Cây tông cao. Nào thích dáng cổ thì chơi hay. Mua xanh được cả phong lan. Mua xanh được cả phong lan. Là để quay mặt sau. Thế còn ông to to này thì bao nhiêu? Đây. 15 à? Ghê nhỉ? À, cái chậu này cũng hay đấy. Chậu này cũng hay đấy. Nàng này các bạn. Chậu men xưa. 15 à? Ghê đấy. To đấy nhỉ? Mười lăm cái kia, năm cái này thì bao nhiêu?
3 đồng. Có nhiều hàng quá nhỉ. Alo. Alo, vâng. Tả nào cho nó dễ nhỉ? Khó tả quá. Cứ ra đấy hỏi lại biết mà. Đấy. Vâng, ngay đầu chợ ấy. Cứ hỏi lại biết thôi. Ở đấy thì có ai cũng biết nhau hết mà. Vâng. Vâng. Có đang đấy đây. Ở chỗ nhạn. Vâng. Vâng vâng. Dạ. Vâng vâng. Dạ dạ vâng vâng. Vâng nhé. Cái đề chú. Nhìn này tử si. Của chú à? À chú, thế này là ngồi kín tỉ. Tỉ. Đề. Ô đề. Ô đề trà Phúc Kiến, trà Phúc Kiến nhiều quả thế. Nhiều quả ghê đấy. Xanh. Chỗ này là cây là rẻ nhất chợ đây. Ra đây mà mua. Các cụ ngồi đây. Để tôi ngay quay ra được 100 triệu. Cũng là gần tỷ rồi. Gần tỷ rồi. Vâng. Thế thôi. Kiếm ăn nhẹ nhàng thế thôi. Đây đang đi làm đấy. May có việc ở dưới này. Đấy. Thế chạy tí là lại phải đi, không dám ở lại lâu. Tùng. Đây là cây xanh. 15 triệu. Ghê thế. 5 tiền đấy không quyền. 15 mà nhìn cứ tưởng 20. Già trắng đấy. Chụp đít lên nó tông cho phát vào đít. Thôi rồi. Để đi vào cái mặt sau của nó xem nào. Cái ung mắt đấy. Sao rồi? Ưng mắt thì ra rút tiền để lấy. Gửi okay. Hai, gửi 20. Ok. Đây này già lắm. À. Đây này 5 tiền hạt à? À chú à? Ui à? Vâng, vào nhà chú mà chưa vào được đấy. Đúng không? Vâng. Nghệ nhân nổi tiếng nhất nhì Hà Nội đấy. Đúng đùa đâu. Đấy. Còn ngày có cây gì mới không chú? À. Đấy, bây giờ phải cho ra. Vâng. Thế này ông 12 triệu. Đấy. Vâng. Ông với tên cháu hả? Ôi giời. Dạ. Có. Làm quanh đây. Tí là đi rồi.
Dạ. Không có gì, không có thì ở đây cả ngày. Phải đi điện. À, bác vừa gọi em đấy nhỉ? Bác này cái chả biết mặt. Bác này chả thấy đi quay nhà vườn với ra chở này nhỉ? Đi làm ở đây mà bác có đi đâu được từ đâu? Đây phải triển lãm tiền nước đi. Ui, triển lãm toàn những cây, toàn cây nó bằng thế nửa cái nhà thì thôi. Quay vào nó khó. Ra chợ nó vui. Ra triển lãm không, cứ nói giá ở đâu đâu sợ lắm. Ra chợ nó mới thiết thực đúng không? Đã biết thế nào một lần? Lấy đâu mà mua? Vâng. Đấy. Gặp nhiều bác quá nhưng mà chả biết ai. Đây này báo ông vừa thôi ông chạy mất đấy. Ông chỉ ngắm thôi, chạy đâu cần mua. À thế à? Ông cắt chứng nhận. Nhà cô nhà to lắm, nhà vườn cây to lắm, nhà tây bố mà. Đấy, nhìn này. Đây này của thủy dân là toàn mini thôi, chủ yếu là mini ở chợ này. Chợ này đâu lắm nay chợ đông vui, chỗ kia là khu vực bán đồ Nhật, bãi Nhật cũ và cả đồ ta có à, đắt đồ nghề đồ dùng nhé, mục kéo ấy. Đấy, xong rồi đến là cây và chạy dọc từ đây đến phía chợ còn một cây thôi, còn cây đây cây bình dân khôi đẹp đấy. Dạ, toàn khôi khôi là khôi đẹp, khôi đẹp tương lai rồi. Chả biết đến bao giờ cho nó có tiền. Chơi. Cái cây xanh Nam Điện lên thì ông cũng cao từ ngày cây bao biển. Cây nào rồi? Cây nhiều toàn cây nào chả bằng đấy? À, có một cây một cái thân gốc cũng to như này. Thân to như này ấy. Cao từ này thôi. Cây nào cũng phải bằng này. Nó ở trong cái chậu trong cái xanh trong bao cái xanh đấy. Úi giời, gốc nó bằng này, nó to bằng cây này đấy. Cây đấy có 25-30 đồng. Nhiều tiền lắm, cây đấy nhiều tiền lắm. Đấy, để sang bên này tí, quay lại nói chuyện nó xem.